Mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong bản tin ngày hôm nay. Căng nha cô chú anh chị ha. Thì chú Bảy và cô Kim Tho cũng vừa tung lên một cái phiếu chuyển đơn liên quan về một cái vụ kiện tụng một YouTuber đã lên vu khống mình. Thì cái phiếu chuyển này đã được chuyển đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó phía bên công an đã chuyển về Công an quận 5 là nơi sẽ xử lý cái vụ việc này. Khá là căng nha cô chú anh chị. Theo như nhiều ngày tháng tưởng chừng đâu là chú Bảy và cô Kim Tho đã im lặng và không mó nghe gì tới vụ việc này nữa, nhưng mà họ đã âm thầm để mà viết những cái đơn để mà kiện tụng cho những cái người đã lên tiếng cũng giống như chỉ trích về cái việc mà tại sao chú Bảy lại tranh giành tài sản với cháu của mình, cũng giống như là cái việc mà bơm hèn bánh xèo ở nhà của Vũ Linh, Tiểu Linh nha cô chú anh chị ha. Đó, một thông tin cực kỳ nóng vừa xuất hiện trong ngày hôm nay. Thì trước khi mà vào thông tin đó thì Tiến cũng muốn chia sẻ lại một số những thông tin trong ngày hôm nay mà chúng ta đáng chú ý. Đó là thông tin mà là cô Sáu cùng với là con rể của mình cũng đã xuất hiện tại nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh để mà lấy lại những cái đồ đạc. Thì tưởng chừng giống như là cái vụ việc ở bên ngoài là việc mà lại lấy những cái đồ đạc thì một việc rất là bình thường, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy được là chỉ lại lấy đồ đạc thôi mà có sự xuất hiện nào là của luật sư, nào của bên Thừa Phát Lại, thậm chí là có lực lượng chức năng ở đó. Đó, cô chú anh chị thấy không? Khá là căng thẳng nha. Thì thật sự ra như cái lời của chị Ni đã từng nói rằng là Hồng Phượng cũng đã tố cáo Hồng Loan về cái việc mà mở cửa phòng cũng giống như xâm phạm, giống như là nếu mà mở cái cửa phòng của cô ta ra vô trong đó thì mất đồ hoặc là cái việc gì đó, thì cô ta tố cáo yêu cầu Hồng Loan là phải bồi thường cho mình. Tuy mà đã đi ra ngoài rồi, nhưng mà cái việc mà ganh tị hoặc là cái sự mà xéo sắc cũng giống như cái việc mà ý đồ gây khó gây dễ cho Hồng Loan vẫn không hề bớt nha cô chú anh chị ha. Đó, thì Hồng Loan cũng đã ra một cái lời nói cũng giống như trình báo cơ quan chức năng và cho cái thời hạn là trong vòng 10 ngày nếu mẹ con của Hồng Phượng không về mà lấy đồ thì Hồng Loan sẽ nhờ cái sự can thiệp của cơ quan chức năng cũng giống như là các luật sư để lấy những cái đồ đó ra khỏi nhà. Đó là một điều rất là bình thường thôi, tại vì bây giờ là tài sản, cái nhà này là tài sản của tôi, thì bây giờ tôi không thích cho cô ở nữa thì cô bắt buộc phải đi ra ngoài. Còn cái việc mà cô kiện tụng hay là cô làm bất cứ cái điều gì đó là việc của cô, nhưng mà hiện tại tôi là chủ nhà, tôi không thích cho cô ở nữa. Thật sự ra thì nhiều người nói rằng Hồng Loan quá hiền, trong khi Hồng Phượng lại lên mà công an tố cáo mình một cái tội mà gọi là không đáng như vậy, thì gặp người ta gặp khó thì sẽ đồ đạc như vậy á. Giả sử như người ta cho thời hạn mà không đến lấy thì cứ quăng ra ngoài đường hoặc là xử lý theo dứt tình dứt nghĩa luôn. Nhưng mà Hồng Loan ở đây cũng nghĩ một chút xíu tình cảm, dù sao cũng là chị em trong gia đình, cùng chung một gia đình sống từ xưa tới giờ. Nhưng mà họ có thể vô tình với mình, nhưng mà mình không thể nào mà vô tình hoặc là đối xử tệ bạc như họ được nữa. Thì vậy thấy rõ ràng rằng ngày hôm nay quý vị thấy không, nó đến đây họ gây khó dễ, họ phải chứng kiến cái việc mà có cơ quan chức năng ở đây và có cả luật sư ở đây để mà làm chứng cũng giống minh chứng cho cái việc mà cô Sáu vào nhà để lấy lại tất cả những cái đồ đạc trong cái phòng của mình, cũng giống như dọn đồ đi ra khỏi nhà. Đó là một điều thật sự ra không cần làm ồn ào đến vậy, nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc đơn giản như cái việc là bây giờ người ta không cho ở nữa thì mình dọn đồ mình đi thôi. Đó. Mà lên trên mạng thì lại kể khổ kể than rằng là Hồng Loan không cho mình vào nhà, trong khi Hồng Loan đã lên trên mạng nói rằng là trong vòng cho 10 ngày, cũng giống như lên cơ quan chức năng để mà cho 10 ngày để mà lại lấy đồ thì lại không chịu lấy. Tới khi mà cơ quan chức năng liên hệ cũng như yêu cầu, giả sử như mà cô hay là chị không đến đây lấy đồ thì Hồng Loan sẽ xử lý cái vấn đề những cái đồ vật phẩm trong gia đình của mình. Bây giờ mình không cho ở nữa thì đồ đạc nó phải đi ra ngoài xử lý giống như chủ nhà thôi. Có điều rất là đơn giản mà họ cố tình, họ cố gắng gàn ép, thậm chí là lại tố cáo. Thì việc ấy quý vị thấy không, những cái người mà đang nói rằng Hồng Loan là mấy người vô ơn, cái người là cạn tàu gáo nước, bạc tình bạc nghĩa, thì tôi hỏi quý vị rằng tới thời điểm này thì Hồng Loan là người đang bị những cái vụ kiện cũng giống như đang bị kiện tụng. Thứ nhất, bị kiện về việc mà tranh giành tài sản, phải đi lên đi xuống trình báo công an hàng ngày để giống như làm rõ vấn đề này. Cái thứ hai là tố cáo về vấn đề là 8 triệu và 200 đô của cô Sáu, và bây giờ thêm một cái lá đơn tố cáo về cái việc mà là Hồng Loan xâm phạm như là mở cửa phòng nhưng lấy đồ đạc, làm thất thoát tài sản của Hồng Phượng trong phòng này kia. Quý vị không, hỏi gần đây ai là người cạn tàu gáo mát, đúng không?
Tại sao họ lại cứ muốn dồn? Thậm chí quý vị thấy gần những cái tin nhắn mà đâu đó cho rằng là từ 2014 đó, thì không biết cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, nhưng mà họ vẫn cố tình họ giữ lại để sau này họ làm chứng cứ để họ họ nói rằng Hồng Loan là con nuôi. Vậy chứng tỏ rằng thật sự ra một cái tin nhắn á, nó không thể mà để lâu, nhưng mà dạng như để chơi hay là vô tình thì nó không thể nào mà để lâu gần chừng gần 10 năm như vậy, đúng không? Thì chỉ có một cái điều ở đây có thể giải thích rằng tất cả mọi thứ đó là một cái âm mưu mà họ đã sắp đặt từ trước rồi. Chỉ khi nào mà trời thời cơ đến là họ tấn công thôi. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, một tin nhắn mà 2014 mà họ còn giữ lại thì họ không dám làm cái gì nữa. Còn những cái video hay là những cái gì mà đã xảy ra trong gia đình trong cái thời gian vừa qua mà họ đã gài Hồng Loan hay gì đó, quý vị thấy rõ ràng rồi. Không, từ những cái di chúc miệng, từ những cái mà đòi đồng sở hữu là thấy cái điều vô lý. Tài sản của ba người ta để lại mà bây giờ đòi người ta phải lên xét nghiệm ADN, nếu là con ruột á, thì cho nhận, còn nếu mà con nuôi không cho nhận. Ủa cái điều đó như thế nào, đúng không? Em nói thật sự, nếu mà bây giờ cố nghệ sĩ Vũ Linh không để lại di chúc á, thì biết chắc chắn rằng đây là con ruột của mình thì cần gì để lại di chúc nữa. Tại vì con ruột của mình mất thì con ruột mình thừa hưởng, đó cũng là ý nguyện của chú. Còn nếu mà Hồng Loan là con nuôi thì cũng phải là cái người mà chú Vũ Linh là người yêu mến nhất và thương nhất và cũng muốn để lại cái tài sản cho cái con nuôi của mình. Và hai điều đó dù là con nuôi hay con ruột thì Hồng Loan vẫn đủ tư cách để mà thừa hưởng những cái tài sản của Vũ Linh để lại. Đúng không có chú anh chị? Nếu mà Vũ Linh không để lại cho Hồng Loan thì đã viết những tờ giấy chúc. Tại vì cái bệnh tình của Vũ Linh không phải là ngày 1, ngày 2. Cũng không phải là hôm nay mắt họ mắc một cách đột ngột mà nó sức khỏe nó càng ngày càng yếu. Và lúc ông còn tỉnh táo thì còn bình tinh á cũng đã nhiều lần, cũng giống như nhiều người đã nhắc về vấn đề di chúc, nhưng mà ông không có lập di chúc. Chính mọi người cũng trong cái buổi họp mà cái đoạn ghi âm mà 21 phút nói lên cái điều đó thì chứng tỏ rằng là có nhiều người ta đã nhắc về vấn đề di chúc, nhưng mà cố nghệ sĩ vẫn không có để lại di chúc, là chứng tỏ một điều rằng đó là mọi tài sản của chú là chú muốn để lại cho cái người thừa hưởng, đó là người con hợp pháp của chú. Cái đó là một cái điều không bàn cãi gì nữa. Nếu mà thật sự chú muốn để lại cho bất kỳ ai thì chú đã để lại di chúc rồi và chú đã nói rồi, thấy không? Đó. Và trước khi chú mất á thì chú cũng là cô kêu cái cô trợ lý đến để mà đưa hết tất cả những cái tài liệu cũng giống như giấy tờ liên quan về vấn đề nhà đất để mà cho Hồng Loan sang tên. Thì bởi vậy quý vị thấy đó, từ ngày 7 tháng 4 thì Hồng Loan đã sang được tên rồi. Còn nhiều người nói rằng là Hồng Loan vô mà lấy những giấy tờ đó tự đi sang tên thì làm sao được. Quý vị thấy không? Cái nhà đó thì Hồng Loan không phải là người ở đó thường xuyên, mà cái tủ đó thì chỉ có chú Vũ Linh và cô Hồng Nhung giống như là cô trợ lý là có chìa khóa. Vậy Hồng Loan lấy đường nào, đúng không? Chỉ khi nào là chú Vũ Linh yêu cầu nghe lấy hết giấy tờ cho con Loan, đưa con Loan cho chú, cho đưa lo hết cho cậu, thì chị Kim Ngao bắt buộc phải mở cái tủ đó ra để mà lấy những giấy tờ liên quan tới sổ sách đưa cho chị Loan, để chị Loan đi ký tên để mà chuyển dõi tài sản qua cho chị Loan. Đó đều là hợp lý nhất, đúng không? Còn cái việc mà nói rằng chị Hồng Loan đã ăn cắp những giấy tờ đi sang tên này kia thì thật sự ra là những con người đó là những con người vô tri. Và vô tri ở đây nữa là trong cái đoạn ghi âm, quý vị có nghe rõ ràng không? Cô Sáu nói rõ ràng trong cái đoạn ghi âm là giấy tờ đất, sổ hồng, sổ đỏ, ba con để lại cho, đưa cho con, bây giờ con để đâu rồi? Là chứng tỏ rằng là họ biết rằng là cố nghệ sĩ đã đưa những giấy tờ đó cho Hồng Loan để Hồng Loan sang tên, nhưng mà họ vẫn không lên để mà biện minh cho Hồng Loan. Và cái từ con nuôi cũng xuất phát từ khi mà cố nghệ sĩ được mất. Tại sao quý vị không đặt cái câu hỏi là trước khi mà cố nghệ sĩ mất á, không có một lời nào nói là con nuôi? Từ xưa tới giờ phải là lúc cố nghệ sĩ bệnh hay là mới bệnh đây đâu mà bệnh nhập viện rất là nhiều lần, nhưng mà từ con nuôi đó không bao giờ được xuất hiện. Nhưng mà từ khi mà chú mất cái là từ con nuôi đó lại được xuất hiện. Vậy ai là người tung ra cái từ con nuôi? Mà em nói thật sự ra cái việc mà này nó không quan trọng. Cái việc mà mọi người đang quan tâm ở đây là thứ nhất, tại sao không dám sao kê? Thật sự sao kê là khó lắm hay sao? Đúng không? Mình chỉ cần lên ngân hàng yêu cầu sao kê, trong vòng tích tắc 5 phút là mình có bản sao kê về, mình minh chứng cho mình là trong sạch. Nhưng mà tại sao những con người này khi bị nhắc đến thì họ không sao kê đó? Và ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng đó là phải tới cái việc mà lấy đồ ra khỏi nhà thôi
cơ quan chức năng còn phải lại đó, luật sư phải ở đó. Tại vì nếu mà không có luật sư, không có cơ quan chức năng đó thì mai mốt gần đó, mẹ con cô Sáu sẽ nói rằng à, tôi sẽ mất mát cái đồ này đồ này, rồi tiếp tục thưa kiện. Có 8.200.000 đô thôi họ còn thưa kiện thì huống chi là những cái câu chuyện khác, đúng không cô chú anh chị? Quý vị thấy rằng á, lên trên cơ quan chức năng họ chửi hồng lon rằng con này con kia, có người gì nào mà nói với cháu mình như vậy hay không đó. Có người em nào mà khi anh mình mất mà để tranh giành tài sản với con người ta hay không? Có người cháu nào, tại sao ba mẹ, người ba mình cũng có ba đó, Hồng Loan, bây giờ Hồng Loan là cái người mà giống như là không có ba, không có mẹ. Còn Hồng Phượng quý vị không? Còn ba, còn mẹ. Thì tại sao không kiếm ba mình để tranh giành tài sản, không kiếm ba mình để mà đòi đồng sở hữu này kia, mà lại đi đòi đồng sở hữu với Hồng Loan? Quý vị thấy đó, bây giờ lui thủi tất cả mọi chuyện, Hồng Loan là người bị đang bị kiện, bị hai ba vụ kiện liên tục. Đó, thì có mình Hồng Loan lên, Hồng Loan làm việc à. Còn đối với nhà cô Sáu thì sao? Hôm nay quý vị thấy rằng đó là Hồng Phượng là cái người mà họp báo. Ngày mai chúng ta lại thấy rằng á, Hồng Nhung là cái người đến lấy đồ, họ chia ra, họ mỗi người làm một khâu. Còn Hồng Loan chỉ lẻ loi một mình. Thì quý vị nghĩ nó như thế nào? Thì đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay thật sự ra là lên cơ quan chức năng ha, Hồng Loan cùng với cô Sáu đã lên cơ quan chức năng và Hồng Loan đã yêu cầu là cô Sáu đến nhận đồ. Nếu mà không đến nhận đồ thì cô Sáu những cái đồ đạc đó thì Hồng Loan sẽ không chịu trách nhiệm. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cô Sáu cùng với một cái người gọi là con em, đó là con gãy đó, cho là con gãy đến, chở đến để mà lấy đồ, cũng giống như là xác nhận có cơ quan đó để mà xác nhận những đồ đạc này đã lấy đủ ha, để không có những cái thắc mắc về sau đó. Rồi cái thông tin thứ hai đó là liên quan tới vụ kiện tụng mới nhất của chú Bảy và cô Sáu. Thì quý vị chúng ta cứ nghĩ rằng là trong thời gian vừa qua thì chú Bảy và cô chú Bảy và vợ của chú Bảy là cô Kim Tho đã im lặng, nhưng mà không ngờ họ đã âm thầm gửi đơn để mà tố cáo một kênh YouTuber. Thì một kênh YouTuber đó là kênh nào thì Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem nha. Thì cái lá đơn này là được chuyển ngày 4 tháng 7 nha, thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 7 năm 2023. Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm kính gửi cơ cảnh sát điều tra công an quận 5 ngày 20 tháng 6 năm 2023. Vậy là họ đã gửi cái đơn đi tố cáo vào ngày là 20 tháng 6 năm 2023 nha cô chú anh chị. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố cáo đề ngày 5 tháng 6 năm 2023 của ông bà Trần Thị Kim Tho và ông Võ Thành Nhiêu. Vậy là không phải là ngày 20 tháng 6 mà họ đã gửi đơn từ ngày 5 tháng 6. Nhưng mà ngày 20 tháng 6 thì bên cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh họ mới nhận được cái đơn này nha cô chú anh chị. Đó. Thì nguồn tin là công dân, nội dung tố giác tội phạm bà Trần Thị Kim Tho và ông Võ Thành Nhiêu làm đơn tố giác và đề nghị khởi tố vụ án điều tra, truy tố xét xử kênh YouTube. Kênh YouTube này là gạch trắng, thì em cũng để lên màn hình cho cô chú chị cùng đọc nha. Đó. Về hành vi vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm đối với gia đình bà Tho. Xét thấy đơn tố giác của bà Tho và ông Võ Thành Nhiêu đã được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an Hồ Chí Minh chuyển đơn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 theo phiếu chuyển số ngày 29 tháng 6 năm 2023. Căn cứ điều số 36, điều 145 và điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tố giác về tội phạm kèm theo tài liệu liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết về văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để theo dõi. Cần nhà cô chú chị thì không biết cái kênh này là kênh nào, nhưng mà chúng ta xác định được cái kênh này là kênh một cái người ở quận 5, thì không biết quận 5 là ai ha. Giờ rất là căng, bây giờ họ chuyển sang bây giờ thưa kiện tố cáo này kia, nhưng mà họ có quyền là họ thưa ha quý vị ha, đơn giản họ là có quyền họ thưa, nhưng mà cái quyền mà có điều tra cũng giống như là kết luận là của cơ quan chức năng. Nhưng mà quý vị nhớ như thế này, làm thì tất nhiên là tất cả những cái phát ngôn trên mạng xã hội thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không ai ngoại trừ hết. Nhưng mà không phải là vì vậy mà chúng ta sợ, chỉ cần làm đúng và đúng pháp luật là không có sợ gì hết. Họ có thể thưa, nhưng mà họ thưa mà không đúng tội hoặc là điều tra không có thì họ lại mang tội là vu khống. Cái đó là gọi là phản kèo ha cô chú anh chị ha. Bây giờ pháp luật rất là nghiêm minh và rất là công bằng, không phải là mình muốn đi tố giác một ai đó mà không bằng chứng hoặc là nói người ta này kia thì
Cái đó là gọi là vu khống đó nha cô chú anh chị ha. Và thật sự ra dù cho họ có bịt miệng được người này thì cũng còn rất là nhiều người khác lên để nói những cái tiếng nói công lý. Chừng khi là họ im lặng và họ biết rằng họ sai thì mới không vậy nữa thôi. Còn cái việc mà ai mà bịa đặt vu khống xuyên tạc thì chắc chắn rằng là họ phải chịu trách nhiệm thôi. Cái điều này là cái điều rất là đơn giản ha cô chú anh chị ha. À, mà điều tra rồi xử lý nó gắt một thời gian rất là lâu dài đó, chứ không phải là một hai ngày là xong nha cô chú anh chị ha. À, khá là căng luôn nha cô chú anh chị ha. Thì trước đó thì Hồng Phượng cũng đã yêu cầu xử lý một số những kênh YouTube này kia nữa, quá là ghê luôn cô chú anh chị ơi. À, thay vì em nói thật sự cho cô chú anh chị, mình là người công chúng, ít ra mình cũng đi hát, mình phục vụ khán giả, thì khán giả cũng là cái người mà đưa đến chén cơm manh áo cho mình, cái người mà đã đi mua vé cho mình xem mình coi hát. Thì quý vị nghĩ xem, thì mình đối xử với khán giả như vậy có được hay không? Khi người ta cảm thấy bất bình về mình một cái câu chuyện nào thì người ta có quyền người ta lên bình phẩm, mình là người công chúng mà, đúng không? Đó. Thì tại sao mà cái việc rất là đơn giản như thế này, à, lên giải thích giùm tôi cái việc là tại sao mà em trai lại đi giành tài sản với con gái của anh trai. Là cái thứ hai là sao kê tài khoản trong những cái ngày mà mình đã đưa thông tin lên kêu gọi. Còn giả sử như là tôi không có đưa thông tin lên kêu gọi, tôi không có đưa gì hết, thì chứng minh cho mọi người thấy là rất là đơn giản. Làm những cái điều đó bảo đảm chưa, cho tất cả mọi người là không có ai mà đứng lên để mà nói thì mình theo tiếp theo nữa. Nhưng mà họ vẫn cố tình để họ không làm, họ im lặng, họ âm thầm họ làm những cái điều này, thì nghĩ rằng đây sẽ là một cái điều mà bức xúc ha, bức xúc của nhiều người đó. Thì quý vị thấy rằng trong cái câu chuyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì quý vị chúng ta thấy rất là thương và tội cho Hồng Loan ha. Một người con mà thật sự ra chị rất là hiền và không có tham gia nhiều showbiz, cũng không có nhiều mối quan hệ. Thật sự nếu mà không có sự giúp đỡ của chị Phương Lê cũng giống như là của cô của chị Ni thì quý vị biết điều gì sẽ xảy ra rồi. Quý vị thấy không, họ đã chuẩn bị cái kế hoạch từ năm 2014 rồi 2018, những cái tin nhắn rồi những cái di chúc miệng kèm theo là những cái tờ giấy mà thu thập dân cư mà mấy năm về trước họ dặn giữ lại để sau này họ biết rằng á là bệnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì chắc chắn rằng là sẽ không sống lâu được, một ngày nào đó cũng sẽ ra đi. Và ra đi rằng thì tất nhiên rằng cái tài sản thì sẽ thuộc về con gái của Vũ Linh đó, nên họ phải chừa một cái đường để sau này giả sử như là khi mà Vũ Linh mất đi thì họ lấy những bằng chứng đó ra để mà họ nói a à, đây là con nuôi. Nhưng mà em nói thật sự cho giờ con nuôi hay con ruột gì nó cũng không có quan trọng. Hồng Loan có báo cha báo mẹ gì để chăng nữa nó cũng không quan trọng. Mà quan trọng ở đây là cái việc người ta đang thắc mắc tại sao lại đi giành tài sản với con của người ta, con của anh mình à. Và cái thứ hai là tại sao những cái vấn đề mà mình kêu gọi đám tang trong cái đa tang lễ của cố nghệ sĩ thì lại không chịu sao kê. Một cái điều rất là đơn giản, đâu phải là mình là một cái doanh nghiệp nào mà lớn tới nỗi mà mình không thể nào mà mình sao kê được đâu, đúng không? Em nghĩ rằng sao kê thì cũng mất ở chừng 15-20 ngàn. À, mất chút thời gian là mình chứng minh được cái sự minh bạch của mình, mà là mình lại là không làm những điều đó mà mình lại tiếp tục đi thách thức dư luận, thì cái phải chúng ta phải chờ đợi xem những ngày kế tiếp nó như thế nào nha cô chú anh chị. Thì chỉ còn có mười mấy ngày nữa thôi thì Hồng Loan sẽ tiếp tục với cái phiên tòa tiếp theo trong cái việc mà tranh giành tài sản. Thì mọi người cố gắng theo dõi để chúng ta cập nhật những tình hình mới nha. Thì em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bản tin tiếp theo.